Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề, đó là nên hy vọng hay là buông bỏ trong cái mối quan hệ này hả? Thì có thể là bất cứ cái đối tượng nào mà bạn đang nghĩ tới. Và nếu như các bạn cảm thấy là muốn ủng hộ cho mình thì hãy nhấn nút đăng ký cho mình ở kênh của mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ phân tích về những cái vấn đề là về cái cách suy nghĩ của cái người này trong cái mối quan hệ này ha. Và họ có cái dự định để mà đầu tư cho cái mối quan hệ này không. Còn cái vấn đề là quyết định nên hy vọng hay buông bỏ, thì qua cái trải bài này mình mong là các bạn sẽ dùng nó để tham khảo và quyết định. Tuy nhiên là nó sẽ thay đổi ở riêng cái tình huống của từng người ha. Chúng ta còn phải xét nhiều hơn về những cái vấn đề cá nhân của mỗi người nữa, và những cái vấn đề mà cái người kia đã làm cho mình. Nói chung là mình phải xét rất là nhiều khía cạnh. Đây chỉ là một trong những cái sự tham khảo thôi. Và bây giờ các bạn, hôm nay mình không có đồ để chọn. Bây giờ các bạn hãy chọn đi tủ số 1, tủ số 2, tủ số 3, dựa trên ba cái hình lá bài là các bạn thấy cái nào mà bạn thấy bắt mắt nhất, mà bạn cảm thấy thu hút nhất ha. Và bây giờ mình sẽ tới cái tủ số 1 ha bạn ha. Thì họ nghĩ cái gì về cái mối quan hệ tình cảm này? Thì mình nghĩ là đã trải qua một cái thời gian thì hai bạn thực sự là ban đầu rất là vui vẻ với nhau, nhưng mà sau đó thì lại có những cái sự kích hoạt nổi lên. Có thể là một trong hai người, người nam này ghen tuông, và người nam này cảm thấy không có còn vui vẻ, hồn nhiên, thuận hòa như ngày trước. Người nam này tự thu mình vào, không có còn chia sẻ cũng như là đóng góp nhiều cho cái mối quan hệ này. Họ tỏ ra là không vui, cáu kỉnh, ghen tuông ha. Và họ muốn thể hiện cái vị trí của họ là một người trên cơ của bạn, là một người phải lead được bạn ha. Nhưng mà bản thân bạn á, trong cái trải bài này á, thì họ xem bạn là một cái người showmate, một cái tình cảm là yêu thương, nhưng mà giống như là có cái sự ràng buộc gì đó, giống như là người thân trong gia đình. Nói chung là một cái cảm giác nó thân quen, thân thuộc ha. Cái người này cảm thấy bạn như vậy. Tuy nhiên là giống như là giống như là vẫn có một cái gì đó mà giống như là một cái sự ràng buộc, một cái sự phong kiến quá, một cái sự gia trưởng quá, một cái sự không có lead được bạn, hoặc là bạn là cái người mà giống như là có cái cách suy nghĩ là đè bẹp cái người nam này. Cho nên là cái người nam này họ cũng cảm giác là họ không có được thoải mái khi mà nói chuyện với bạn, giống như bị bạn nắm tẩy kiểu như vậy ha. Thì tùy theo trường hợp của mỗi người thì các bạn có thể diễn giải ra thêm. Nhưng mà cái hành động của cái người nam này là họ bây giờ là họ cảm thấy là họ đã đầu tư và đóng góp cho cái mối quan hệ này. Họ bây giờ họ thiếu kiên nhẫn để mà chờ đợi cái kết quả đối với bạn. Và họ cảm thấy là hiện bây giờ với trên cái sự hiện tại của họ, công việc hoặc là cuộc sống của họ, là họ có một cái vị thế ha. Cho nên là họ có muốn giữ lại cho bản thân mình một cái tự trọng, một cái vị trí cao hơn ha. Họ cảm thấy là mối quan hệ giữa bạn và họ không có thể, giống như nó không có nằm cùng một cái
nhóm một cái giống như cái cuộc sống của hai người dung hòa với nhau, chơi vui với nhau là cùng trong một cái cộng đồng, và giống như nó thuộc một cái cộng đồng, hoặc là nó thuộc nhóm bạn, hoặc là làm việc chung vân vân á, thì cái mối quan hệ này á, là nó không được như vậy, giống như là nó không có được hòa hòa thuận với nhau, nó không được những cái người xung quanh nhìn thấy, chứng nhận cho cái mối, cho cái tình cảm này. Và cái người nam này á, một á là họ có, họ đã lập gia đình rồi, họ đã có con cái rồi ha, hoặc là họ có một cái tính cách, là cái tính khí là mặc dù bên ngoài là rất là có vẻ giống như là rất là nam tính, rất là chững chạc, rất là vị thế cao, rất là một người vua, một người chủ, một người trụ cột, tỏ ra điềm tĩnh, nhưng mà ở phía bên trong á, cái người này vẫn có một cái gì đó nó hơi là con nít, hơi là ghen tuông, hơi là không có tự tin, hơi là phụ thuộc, hơi là nghiêng về cảm xúc quá, hoặc là hơi là kiểu như là bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói của mọi người xung quanh, bị tự tự ái, bị dẫn dắt bởi những người xung quanh, bị hay nhìn cái ánh mắt của mọi người xung quanh, giống như là không có làm chủ được, không có, nói chung là nghiêng qua nghiêng lại. Nghiêng qua nghiêng lại ở đây là ý là nói là cái người nam này không có lập trường á, không có lập trường trong tình cảm á, chứ không phải là trong cái công việc ha. Không có lập trường trong cái tình cảm, giống như họ ở một cái vị thế cao nên là họ không có muốn một ai lấn áp họ. Và có thể là bạn trong cái mối quan hệ này là bạn ràng ép họ vào khuôn khổ, hoặc là bạn có một cái sự trên cơ nào đó. Và cái người này thì nếu mà nói là có, người này là khá là sợ hãi ở bên trong cái bản thân của mình ha. Họ chỉ nhìn những cái vấn đề ở cái mặt tiêu cực, hoặc là họ ở sâu ở trong lòng của họ có rất là nhiều cái sự sợ hãi, rất là sợ mất bạn, cho nên là ràng buộc bạn ha. Hoặc là rất là mâu thuẫn với lại giữa nội tâm và cái bên ngoài của mình. Ok, mình sẽ rút thêm một số lá bài để coi là lời khuyên cho bạn coi là nên tiếp tục hay là buông bỏ ha. Thì ở đây nó cũng nói là tiếp tục hay là buông bỏ. Thì ở đây nếu mà gọi là tiếp tục hay buông bỏ thì bạn hãy xét xét xem rằng là bạn có thể chấp nhận được cái người này ở cái những cái cách suy nghĩ và cái cách đối xử với bạn như vậy không, và bạn đã học được cái bài học của mình để mà tha thứ được cho cái người này không, bạn có dẹp bỏ được những cái sự quấy nhiễu từ những cái sự áp lực xung quanh để tìm thấy cái sự bình yên với cái người này không, bạn có cần nói rõ với người này thông qua một cái người bạn nào đó để mà đứng vào một vị trí trung gian để mà giúp đỡ hai người hay không, và bạn thử hỏi xem là cái tình cảm với cái người này có phải là ảo ảnh hay không, có phải là thực tế hay không, có tiến lên được hay không, và hãy để cho cái sự hãy để mọi thứ nó từ từ nó lắng xuống rồi hãy quyết định. Và
nên tiếp tục hy vọng hay là buông bỏ đó, thì bạn có quyền hy vọng ha. Ở đây á là nếu như mà bạn có thể vượt qua được, tại vì cái người này á không phải là không yêu bạn, cho nên á là bạn có quyền hy vọng để mà xây dựng cái mối quan hệ này. Có thể là bạn quyết định một cái đường hướng là cho họ tha thứ cho họ, bồi đắp cho họ, giải quyết những cái vấn đề liên quan đến cái cách nói chuyện, hoặc là cái những cái dung hòa với những cái trong cái cuộc sống với người này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến tiếp tục với cái tụ số 2. Cái người này á, nghĩ như thế nào về cái mối quan hệ giữa bạn với lại họ đó? Thì họ cảm thấy rằng á, bạn là một cái người mà họ một cái người rất là tao nhã, coi như là rất là có cái khí chất á ha. Và họ thấy là bạn khá là độc lập trong cái cuộc sống của mình. Có thể là họ đã từng cùng với bạn có những cái dự định hoặc là như thế nào, nhưng mà họ không có tiến tới nữa. Họ không có cảm thấy là họ cảm thấy cái mối quan hệ này là nếu như mà nó bắt đầu thì nó có quá nhiều thứ phải giải quyết á, nó có quá nhiều cái thử thách á phải được giải quyết, phải được vượt qua đó. Và cái người này họ không có tự tin trong cái mối quan hệ này. Họ sợ sự tổn thương, họ sợ lại lặp lại cái sự bỏ rơi một lần nữa, hoặc là họ sợ là họ không có nhận được cái tình cảm dồi dào từ phía bạn. Bởi vì có thể ở đây là cái người này có thể là trong một số trường hợp á, một số bạn á, là cái người nam này là muốn quay lại, có thể là đã từng cùng với bạn có một cái liên kết nào đó, và liên kết này liên quan đến cái việc là say mê về thể xác, hoặc là yêu nhau mà yêu mà bị ràng buộc về thể xác, giống như là mình có cái sức hấp dẫn với nhau á ha. Thì có thể là đã từng như vậy và họ đã bỏ bạn đi ha. Thì họ sợ là họ suy nghĩ về cái mối quan hệ này là bắt đầu, nếu mà bắt đầu thì có phải là lại rơi vào cái hoàn cảnh ngu muội, rồi lại lặp lại những cái câu chuyện giống như trước hay không. Bởi vì bản thân bạn hiện tại là đang rất là cố gắng, họ thấy rằng bạn đang rất là cố gắng và đầu tư và tập trung cho cái mối quan hệ, cho cái cuộc sống của mình, và lấy lại được cái nguồn năng lượng. Mặc dù là bạn không có, thực sự là bạn không có cảm thấy vui, nhưng mà vui vẻ ở đây là trong cái tâm hồn của bạn á, trong cái cuộc sống của bạn á, có thể là nó rất là trầm, nó không có sóng gió, nhưng mà nó cũng không có quá là một cái sự một cái điều gì đó mà nó trầm lắng trong cái cuộc sống của bạn. Và họ thấy rằng á, bạn là người biết vượt qua những cái khó khăn để đi tiến lên, bạn là một người mà có cái nguồn năng lượng là vì sẽ đấu tranh vì những cái gì mà mình yêu thương. Thì á, họ đối với bạn á, vẫn còn rất là nhiều cái cảm xúc, cái đam mê ha. Nhưng mà có thể trong quá khứ á, là đã có cái sự không có tập trung vào cái mối quan hệ này. Những cái cảm xúc ban đầu á, nó hai bạn đã từng có những cái cảm xúc, cho nhau cái cơ hội, những cái cảm xúc, nhưng mà cũng xảy ra nhiều cái không phải là bất đồng, nhưng mà cũng không có được hòa hợp với nhau lắm vì một số cái lý do nào đó ha. Có thể là có những cái vấn đề liên quan là sự hấp tấp, sự bồng bột, sự không có chịu thay đổi mình, không có
không có hành động để cho cái mối quan hệ này nó tiến lên thêm một bước nữa. Thì có thể là thật ra thì bạn vẫn là cái người mà họ họ muốn, họ chọn và họ mơ ước. Nhưng mà ở cái thời điểm này á, họ muốn mang lại cho bạn coi như là một cái cuộc sống viên mãn về cái vật chất. Ví dụ như bây giờ bạn đã ở một cái vị trí là khá là cao trong cái hành trình của mình ha, bạn đã có đầy đủ cái sự tự tin độc lập. Thì họ để mà mang đến cho bạn kể cả cái tình cảm đầy đủ và cái vật chất đầy đủ thì họ cần phải làm việc và cống hiến và cố gắng rất là nhiều ha. Thì họ đang nằm trong cái sự áp lực đó, áp lực của cái việc là nhìn thấy bạn như vậy thì họ phải có nhiều cái sự cố gắng hơn. Cái điều đó là cái sự áp lực làm cho họ ngăn cản họ tiến lên, ngăn cản họ có thể là tiến đến bên bạn hoặc là gặp gỡ bạn hoặc như thế nào ha. Và có thể là đã có cái sự chia tay của bạn với cái người này trong quá khứ, hoặc là ở hiện tại có những cái vấn đề nào mà nó vô tình nó được khơi dậy ra. Nó không phải là một cái sự cố ý mà nó bất ngờ, nó ngoài mong đợi, làm cho cái người này cảm thấy bị tổn thương ha. Cho nên là đáng lẽ là họ chọn bạn là cái người định mệnh, nhưng mà họ vẫn còn nằm trong cái trạng thái là bạn bị áp lực để giải quyết cái áp lực của mình. Và thật ra mọi thứ đó nó cũng đến từ cái việc là nghiệp quả, là những cái vấn đề mà nó phải xảy ra, bạn không thể nào thay đổi được. Có thể là bạn với cái người này đó là đã trả hết cho nhau rồi, hoặc là đã nợ xong nhau hết rồi. Cái người này là cái định mệnh để mang đến cho bạn một cái bài học để bạn có thể giải quyết được những cái tận phía bên trong của mình, những cái vấn đề về cái việc là có thể là bạn là người không có kiên nhẫn trong cái chuyện tình cảm, hoặc là bạn thiếu cái sự kiên nhẫn trong cái chuyện tình cảm với cái người này ha, với cái người này. Và bạn trong cái mối quan hệ này bạn cạn kiệt cái cảm xúc, bạn bị cái lý trí nó dẫn dắt. Thì mình nghĩ là bạn nên đi qua cái giai đoạn này một thời gian nữa, cho thêm một cái thời gian nữa để bạn có thể quyết định là bạn có nên buông bỏ hay không. Bởi vì đi qua thêm một cái thời gian nữa, lúc này bạn sẽ tìm lại được, bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ tìm lại được cái sự tự tin của mình. Và bạn sẽ có thể tiến lên và cảm thấy là được một cái sự vững chắc nào đó. Thì mình thấy ở trong cái luồng năng lượng này á, bạn đã là một người lấy lại được cái tự tin và đang tiến lên rồi, đang tiến lên rồi. Nhưng mà vẫn trong đâu đó có thể là một cái sự mong muốn cái sự hòa hợp hoặc là gặp lại với cái người này ha. Và bạn cũng có một cái xu hướng trong khi bạn yêu, hoặc là trong khi mà bạn lỡ mà có một cái sự việc bất ngờ gì xảy ra làm cho cái người kia đau lòng, thì bạn hay nghĩ rằng đó là do bạn, đó là lỗi của bạn, và bạn tự phá hoại cái tình cảm của mình bằng cái cách là bạn tự phá hoại cái bản thân của mình bằng cái cách là bạn không có nhìn gọi là xuyên suốt, xem xét một cách rõ ràng ha. Và lúc nào bạn cũng đổ lỗi cho bản thân mình là mình là giống như mình không có được, mình không có phải là một cái người xứng đáng được yêu thương, hoặc là mình không đáng giá, hoặc là vì sao những cái sự xấu xí, hoặc là những cái vấp ngã, hoặc là những cái không vui nó đến với mình. Thì không phải như vậy. Đó là những cái mà tất cả mọi người đều phải trải qua. Đôi khi đó là cái nhân quả mà mình phải gánh. Không có lý do gì mà tự nhiên mình gánh cái đó, mà có thể là bạn đã nợ người này ở một cái điểm nào đó, ở một cái thời điểm nào đó, hoặc trong cái quá khứ, trong cái quá trình xuyên suốt mà hai bạn đã quen nhau, bạn đã từng nợ người ta, bạn đã làm cho người ta đau lòng hoặc như thế nào đó ha. Thì cái người này là trong cái trải bài này mình thấy là cái người này bị
một cái sự đau lòng gì đó từ cái phía bạn tác động tới. Bây giờ mình sẽ qua cái tụ bài số 3 ha bạn ha. Thì cái tụ bài số 3 là cái tụ đẹp nhất. Cái tình cảm của cái người này dành cho bạn á là nó rõ ràng là thực sự là họ đã mang đến cái tình cảm cho bạn, và họ đang chờ cái kết quả. Họ đang ươm mầm cái tình cảm này, họ đang chờ cái kết quả để đến cái giây phút mà hai bạn có được có sự hòa hợp, đoàn tụ, gặp lại, yêu thương lẫn nhau. Và cái tình cảm này là một cái tình cảm trong quá khứ. Trong quá khứ có nghĩa là hai bạn đã quen nhau trong cái quá khứ rồi, nhưng mà có thể là có những cái sự chưa có nói rõ, hoặc là giấu giếm, hoặc là lừa dối gì đó. Thì sắp tới sẽ có một cái sự nói chuyện rõ ràng khi nào mà bạn sẵn sàng. Thì ở đây á, vì nó đã đến cái thời điểm tuyệt vời để mà tiến triển những cái điều đó, nên là bạn hãy tiếp tục hy vọng tương lai và những cái điều tốt đẹp nó đang nằm ở phía trước để chờ bạn. Mình rất là chúc mừng cái tụ số 3 này ha. Trong 3 tụ thì cái tụ này là cái tụ tuyệt vời nhất ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.